Thưa quý vị và các bạn, ổi là một loại trái cây rất là phổ biến và được sử dụng trong thực đơn hàng ngày. Bên cạnh đó thì từ quả ổi thì chúng ta cũng có thể pha chế thành những cái loại đồ uống khác nhau mà được rất là nhiều người yêu thích. Vậy thì trong ổi sẽ có những cái loại vitamin nào và tác dụng của các loại vitamin này đối với cơ thể của chúng ta như thế nào? Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Ổi là loại trái cây có hàm lượng vitamin C dồi dào, lên đến 228,3mg trong 100g ổi. Và lượng vitamin C này gấp 3,5 lần so với quả cam, là 100g chỉ chứa khoảng 68mg. Vitamin C hay axit ascorbic có vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể. Nếu chỉ biết đến ổi có hàm lượng vitamin C nhiều hơn cam, thì đây hoàn toàn chưa đủ. Vậy ngoài vitamin C, ổi có vitamin gì? Nhóm vitamin B bao gồm B9, folate, B5, axit pantothenic, B3, niacin, B6, pyridoxine, B1, thiamin, có công dụng hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào máu và chuyển hóa năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra còn có vitamin A, vitamin K và một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể hàng ngày như kali, mangan và magie. Trái ổi với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào mang đến nhiều công dụng cho sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình. Không chỉ tăng cường sức đề kháng, ổi còn có khả năng phòng ngừa và hỗ trợ cải thiện một số bệnh lý. Ổi được coi là nguồn bổ sung vitamin và khoáng chất tự nhiên nhờ các thành phần vitamin cần thiết cho sức khỏe. Khi được bổ sung lượng vitamin C vừa đủ sẽ giúp tái tạo tế bào và từ đó kích thích hệ miễn dịch hoạt động bảo vệ cơ thể khi bị vi khuẩn xâm nhập. Vì thế, vitamin C luôn được khuyến cáo bổ sung thường xuyên và đặc biệt trong thời gian mắc các bệnh cảm cúm, cảm lạnh và các bệnh viêm nhiễm trong cơ thể. Chính vì thế, ổi là thực phẩm yêu thích của những người đang trong quá trình ăn kiêng, giảm cân. Tuy nhiên, để quá trình giảm cân hiệu quả và an toàn, bạn cần cân đối các thực phẩm khác trong bữa ăn để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thưa quý vị và các bạn, với rất nhiều giá trị dinh dưỡng như vậy thì ổi không chỉ là được sử dụng như một món trái cây hàng ngày, mà từ ổi thì người ta có thể pha chế ra rất là nhiều những cái loại nước uống khác như là nước ép ổi hay là trà ổi. Và trong chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay thì Lê Thu sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn món trà ổi hồng. Đây là một món nước uống rất là thơm ngon và có nhiều chất dinh dưỡng giúp thanh lọc cơ thể cũng như là cung cấp các loại vitamin C. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với kỹ thuật pha chế Lê Minh của cà phê VIP thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để được Lê Minh hướng dẫn thực hiện là món đồ uống này. Rất vui được gặp lại anh Lê Minh ạ. Hôm nay thì Lê Thu muốn giới thiệu đến quý vị khán giả là món trà ổi hồng. Không biết là anh Lê Minh có sẵn sàng để thực hiện cái món đồ uống này và hướng dẫn quý vị khán giả cũng như là Lê Thu cùng làm không ạ? Ok, chào chị Lê Thu, chào khán giả của đài truyền hình Bạn Có Biết. Thì hôm nay mình nhận được tin là chị Lê Thu muốn hướng dẫn, muốn làm món trà ổi hồng đúng không? Thì mình có chuẩn bị một chút nguyên liệu để mình thực hiện cái món này một cách đơn giản nhé. Và mình có thể tự làm ở nhà được. Đầu tiên thì Lê Thu muốn hỏi anh Lê Minh là anh có nhiều kinh nghiệm trong việc pha chế như vậy, thì anh có biết là cái món trà ổi hồng này nó có những cái công dụng như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta không ạ? Thứ nhất thì có một nguyên liệu chính làm nền không thể thiếu, đó là trà ha. Đây là trà lài, nên mình sử dụng trà lài. Mọi người có thể sử dụng trà ô long hoặc là hồng trà cũng được, nhưng mà dùng trà lài thì thường là nó sẽ đẩy hương trái cây lên tốt nhất. Vì nguyên liệu chính, cách làm chính của trà lài nó sẽ là trà và ủ với hoa lài ha. Nó sẽ có công dụng là chống oxy hóa này, ngăn ngừa giảm tế bào ung thư này, rồi giúp chúng ta giảm cân nữa. Giảm cân nữa. Vâng, đó là cái tác dụng chính của trà lài. Cứ ngày giảm cân là nhiều người thích. Vâng. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng là khoảng bao nhiêu trà? 3-5g cho một ly ha. Dạ, 3-5g. Nếu như mà chúng ta sử dụng nhiều trà quá thì nó có thể bị chát hay là như thế nào anh? Vị chát của trà lài thì thứ nhất là nó sẽ bị nhiều trà quá nè, hoặc là chúng ta sẽ ủ trong thời gian lâu quá thì nó sẽ không tốt ha. Và nếu mà nhiều trà thì nó sẽ khiến cho mình mất ngủ, thậm chí là say trà, cảm giác hồi hộp và tim đập rất là nhanh, rất khó chịu ha. Cho nên là chúng ta chỉ nên sử dụng một cái lượng vừa phải thôi. Đúng rồi. Và chúng ta cho vào đây là hiện tại là mình đang ngủ là
5 gram trà cùng với lại 100ml nước. 100ml nước. Vâng. Cái này chúng ta ủ bằng nước sôi ạ? Đúng rồi, nước sôi ha. Và chúng ta sẽ ủ trong thời gian bao lâu ạ? À, chúng ta sẽ ủ cái này trong khoảng thời gian là 7 phút. 7 phút. Vâng, sau đó chúng ta sẽ lấy ra. Thì trong quá trình mà mình ủ trà thì trong 7 phút đó trà nó sẽ nở và nó hút nước ha. Chúng ta lọc ra thì trà nó sẽ rơi vào đó là tầm cỡ 70 đến 80 ml thôi. Và chúng ta sẽ bỏ thêm đá vào khuấy lạnh. Dạ. Để cho nó giữ lại hương trà tốt nhất. Và chúng ta bỏ lên tầm cỡ cộng trà với đá luôn là tầm 100 đến 120 ml là được, hiểu không? Để cho nó sẽ giữ lại hương tốt hơn và trà nó sẽ fresh hơn. Dạ. Vâng, đó là một cái lưu ý đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Khi mà chúng ta làm cái trà này. Chúng ta đã ủi xong trà rồi ha. Và tiếp đến nguyên liệu tiếp theo nó sẽ là ủi hồng. Ủi hồng thì chúng ta có thể là mua mứt của các hãng syrup. Nhưng mà để tốt hơn thì mình sử dụng ủi hồng băm nhỏ nấu cùng với nước đường. Ủi hồng dạ. Mình băm nhỏ và nấu cùng nước đường. Đúng rồi. À, anh Lê Minh có thể chia sẻ thêm về cái công đoạn mà thực hiện cái ủi này không ạ? Ủi hồng mà mình băm nhỏ và nấu cùng với đường đó. Dạ. Thì thứ nhất là mình không có muốn quá nhiều cái chất bảo quản ở trong này. Dạ. Cái thứ hai nữa là ở miền Trung mình thì ủi rất là nhiều và rất là rẻ. Dạ. Đó là em sẽ chọn ủi hồng về ha. Mình sẽ cắt nhỏ hạt lựu ra. Xong rồi mình sẽ ngâm cùng với đường và mình nấu rim nhỏ lửa để cho nó tan đều. Cái công đoạn này thì thường thì mình sẽ làm trong thời gian bao lâu anh? Rim ổi này nè. Dạ, rim ổi thì chúng ta sẽ bắt đầu tính từ lúc nó sôi tầm cỡ sau khi sôi là 3 phút là đủ ha. Thì chúng ta sẽ có một cái mẻ ổi như thế này. Rất là keo đúng không anh? Đây dạ là vâng. Thành phần của nó là đường và ổi mình băm dạ. Nhỏ ra và mình rim lại. Vâng. À, nó có phải là giống như một dạng mứt ổi không ta? Đúng rồi, đây là cái cách mình làm mứt á. Yeah. Được không? Nhất là ổi hồng thì nó cho mình cái màu sắc rất là đẹp ha. Yeah. Và cái mùi nó rất là thơm. Yeah. Rồi, nó không có giống như ổi trắng mình hay ăn bình thường á. Nhưng mà Lê Thu thắc mắc là không biết là ổi hồng thì cái thành phần dinh dưỡng của nó so với ổi trắng thì nó như thế nào anh? Nó giống nhau hay là nó có nhiều hơn không ạ? Nói chung về ổi hồng và trắng thì nó cũng không khác nhau nhiều lắm về yeah. cái màu sắc. Nhưng mà về ổi chung, nói chung thì nó sẽ có những cái chất ví dụ như là hắn gần như tương đồng với trà lại là vẫn ngăn ngừa tế bào ung thư nè rồi chống oxy hóa nè nó chống lợi tiểu rất là tốt mà các cung cấp các loại vitamin đúng rồi và thường thì chị em phụ nữ thì vào khi mà bước vào quán cà phê ấy, thì mọi người rất là hay uống trà trái cây đúng không nhưng mà xưa giờ thì trà đào trà vải thì nó quen thuộc quá rồi nhưng mà mình thử làm trà ổi hồng để thay đổi khẩu vị chút xíu thì nó thơm ngon hơn ha. À, khi mà anh Lê Minh giới thiệu cái giống như cái này giống như mứt ổi này thì Thu thấy cái mùi của nó rất là thơm luôn. Dạ vâng. Và nguyên liệu tiếp theo của món này sẽ là gì? À, có một cái loại nguyên liệu nữa đó là mọi người hay cảm nhận trong các loại các ly trà trái cây đó là vị chua của chanh. Dạ, vị chua của chanh. Chanh này thì mình dùng một chút xíu thôi. Thứ nhất là để cho chúng ta uống không bị ngọt quá, không bị ớ. Thứ hai là làm cho ly nước của mình nó tươi mới hơn và uống đã khác hơn. Kiếp đến thì có một chút đường. Đường này sẽ cân bằng vị trà và chanh lại. Cả vị trà nữa. Đúng rồi. Thì bây giờ Lê Minh sẽ tiến hành pha lên nhé. Như lúc nãy mình nói sau khi mình ủ trà thì mình sẽ có được 100 đến 120 ml trà đúng không? Trà thì chúng ta sẽ có 100 đến 120 ml. Đúng không? Ổi thì chúng ta sẽ cho vào đây là tầm cỡ 20 đến 30 ml. Nhưng mà mình muốn đậm trà, đậm vị ổi hơn thì mình sẽ bỏ 30 ha. 30 ml mứt ổi. Đúng rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ có là 10 ml nước chanh. 10 ml nước chanh. Vâng, chanh này thì mình được vắt sẵn rồi. Tiếp đến là 30 ml sirup đường ha. 30 ml nước đường. Thật ra thì mứt ổi này nó đã ngọt sẵn rồi đúng không anh? Dạ đúng rồi. Cho nên chúng ta chỉ cần cho một ít đường. Đúng rồi. Dạ vâng. Thì chúng ta sẽ cho đá vào.
Lê Thư cũng muốn lắc thử không ạ? Dạ em cũng muốn lắc thử ạ. Nhưng mà khi mình lắc thì mình có cần phải lưu ý gì không ạ? Đúng rồi, à, mình chỉ cần là giữ cái nắp vào đây. Dạ, rồi. Và mình cứ lắc rồi, mình lắc đều tay là được, đúng rồi. Không, đoạn này dễ anh nhờ. Dạ. Đoạn này em làm được. Ồ, ok, được rồi, được rồi. Dạ. Mình lắc vừa thôi ha. Dạ. Vì cái gì mình lắc nhiều quá đá sẽ vỡ và, dạ, và tan nước. Thì nó sẽ làm bị... Đây, chúng mình cho ra ly ha. Nhiều đá quá. Với cái tỷ lệ như anh Lê Minh hướng dẫn thì tôi thấy là màu sắc thì nó rất là hài hòa. Dạ, ha. À, nó không có bị đậm màu trà quá và cũng không có bị đậm cái màu. Dạ vâng. À, vậy chúng ta đã hoàn thành xong ly trà ổi hồng rồi. Dạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ decor một chút xíu để cho nó bắt mắt hơn nha. Dạ. Thì ở đây mình mà sử dụng là hai lá trà ha. Và cốt 3 lá ổi. Đúng rồi, là chúng ta xong một ly trà ổi hồng ha. Thì tôi thấy màu sắc là đẹp. Đúng rồi. À, nhưng mà bây giờ đến một cái giai đoạn quan trọng nhất. Đó là mời chị Lê Thu thử. Đây là công đoạn mà Lê Thu mong chờ nhất chương trình ngày hôm nay. Đúng rồi. Rồi. Lê Thu. Rồi, em cảm ơn anh Lê Minh ạ. Phải nói là đây là công đoạn mà Lê Thu luôn rất là háo hức mong chờ trong mỗi chương trình bạn không biết. Vâng, và bây giờ thì Lê Thu sẽ thưởng thức thử xem là cái món này như thế nào, có giống như có ngon như lời quảng cáo của anh Lê Minh hay là không. Dạ. Đầu tiên thì Lê Thu thấy màu sắc rất là đẹp, rất là bắt mắt. Phải nói sao ta, nhìn nó cái màu rất là nhẹ nhàng luôn á anh Lê Minh. Dạ. Rồi, bây giờ Lê Thu sẽ thử một miếng xem thế nào. Mười điểm. Cảm ơn. À, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà Lê Thu thưởng thức thử cái vị của cái trà ổi hồng này thì đầu tiên thì phải nói là nó rất là thơm. Giống như anh Lê Minh đã giới thiệu thì khi mà chúng ta sử dụng ổi hồng thì cái mùi thơm của nó sẽ nhiều hơn so với những cái loại ổi bình thường khác. Và màu sắc thì phải nói là rất là đẹp, rất là hài hòa. Và trong cái hương vị của cái ly trà ổi hồng này thì cái vị trà rất là nhẹ thôi. Cái hương vị mà nó nổi lên đó là cái mùi thơm của ổi và có một cái vị ngọt rất là nhẹ nhàng và rất là thanh mát. Nó không quá ngọt cũng như là cũng không có quá chua mà nó rất là hài hòa. Thì tôi nghĩ rằng đây là một món nước mà quý vị và các bạn cũng nên thử khi mà đến với Viết Cà Phê. À, đầu tiên là Lê Thu xin được cảm ơn anh Lê Minh với cái món trà ổi hồng ngày hôm nay, phải nói rằng rất là tuyệt vời. Lê Thu chấm 10 điểm. Dạ vâng. Chị em mình có thể là dùng món này vào mùa hè ha, đi chơi với bạn bè hoặc là với gia đình. Nhưng ngoài ra Lê Minh recommend một chút xíu đó là với những chị em làm văn phòng và đầu giờ có thể order một ly này uống thì nó sẽ rất là tỉnh táo. Nó có rất là nhiều công dụng đúng không anh Lê Minh? Dạ đúng rồi. Không chỉ thơm ngon mà còn mang lại rất là nhiều giá trị cho sức khỏe của chúng ta nữa. Và qua quá trình mà anh Lê Minh hướng dẫn thì Lê Thu nghĩ rằng quý vị và các bạn cũng có thể tự làm món này ngay tại nhà của mình. Nguyên liệu thì cũng rất là dễ mua và các công đoạn pha chế cái món đồ uống này thì cũng rất là dễ dàng. Và về công thức tỷ lệ thì anh Lê Minh cũng đã chia sẻ trong cho quý vị và các bạn trong suốt chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua cái sự hướng dẫn của anh Lê Minh thì món trà ổi hồng có thể là một cái lựa chọn cho quý vị trong những cái ngày hè oi bức hoặc là trong những cái bữa tiệc của gia đình mình thì quý vị cũng có thể tự pha chế để mà đãi những người thân bạn bè của mình trong những cái dịp mà mình đoàn viên cùng nhau. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Bạn Có Biết cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.